chào các bạn à, trong cái bài hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái cách chúng ta tùy chỉnh uh, các cái react component mà sử dụng uh, props uh, thì ở đây chúng ta sẽ mở cái bài lần trước ta comment cái app component lại và chúng ta sẽ tạo ra một số các cái file uh, thứ nhất là chúng ta tạo ra một thư mục tên là components để chứa các cái component của chúng ta uh, ở đây thì uh, ok các bạn sẽ chuột phải và chúng ta tạo ra file javascript đây, cái file này là robot.js để chúng ta tạo ra cái component tên là robot. Đấy. thì trong cái file này chúng ta có sẽ import cái uh, component là image để chứa ảnh, image để chứa ảnh à, và chúng ta định nghĩa một cái class robot kế thừa từ uh, lớp component. thì đây là một cái react native component uh, mà có thuộc tính export tức là public. Tức là các cái file khác chúng ta có thể dùng được À, bên trong hàm return chúng ta sẽ add vào đấy một cái ảnh đấy, thì image đây là một cái react component bây giờ chúng ta sẽ lên chúng ta search một cái ảnh đi đấy, chẳng wiki chẳng robot chẳng hạn các bạn bấm vào đây các bạn inspect rồi à, và ở đây các bạn sẽ tìm ra được cái đường link chứa đến cái ảnh này chúng ta sẽ bôi đen cái https ở đây Asimo jpg rồi chúng ta copy cái đường link này sau đó ta paste vào cửa sổ mới, ta check xem cái đường link nó uh, tồn tại ảnh chưa. Ok, như này là, là là ảnh đã tồn tại đã truy cập được rồi. Chúng ta copy lấy cái đường link này. Sau đó chúng ta uh, gọi thuộc tính source thì cái source này là một cái prop của image, nó là một property, nó là một cái thuộc tính public của cái 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 cái, cái component image Đấy. Thì trong này thì chúng ta uh, sẽ set chúng ta sẽ có cái mở ngoặc nhọn đóng ngoặc nhọn và bên trong là một cái object một cái Javascript, một cái đối tượng Javascript. Đấy, đây là một cái đối tượng Javascript, một Javascript object. Chúng ta sẽ có key là URI và value là cái đường link vừa rồi. À, bây giờ các bạn sẽ mở Terminal và các bạn start cái Development Server của mình lên. Gõ cái lệnh Run iOS. Ok, Đấy, các bạn nó sẽ mở cái Debugger UI của Chrome ra. Các bạn nhớ bật Chrome sẵn nhé. Uh, thì cái chrome này cho phép chúng ta có thể debug theo từng uh, lệnh, nhờ cái này chúng ta sẽ dùng sau. ở đây uh, bạn thấy có một cái lỗi rằng là app is not defined. à mình chưa thấy cái app đâu, mình phải import cái component mình vừa làm vào. import robot from nháy nháy chấm src components src robots Đấy, không cần chấm js các bạn nhé, sự hiểu là file javascript Cận paste vào đây. rồi bạn thấy là là chả thấy cái ảnh nào hiện ra cả, vì sao bởi vì cái chiều rộng và cái chiều cao của ảnh là mình chưa xét thế bây giờ để xét chiều cao chiều rộng mình bấm vào đây ok à, mình đã có thuộc tính source tức là nguồn của ảnh đúng không cái thuộc tính source cái props là nguồn của ảnh bây giờ mình thêm cái style nữa thì bên trong cái style này nó có nó là một cái object có hai cái thuộc tính là width và hai chiều rộng và chiều cao à, 200 200 pixel đúng không tức là ảnh vuông hai chiều 200 pixel các bạn sửa thành 300 trăm, nó cũng sẽ co 300 theo cho các bạn, đấy, rất là thuận tiện. ok, à, ngoài ra thì các bạn có thể đưa cái cái image source này vào một cái biến, đấy. đưa một cái object ở trên để cho cái đoạn code này đỡ bị dài. đấy các bạn copy cái object uri à, như này vào paste vào đây rồi, và các bạn thay cái object javascript object đây bằng cái image source À, sở dĩ mình để constant bởi vì cái image source à, sau đây mình không có lệnh thay đổi nó Thế cho nên là mình cứ để constant thôi chả sao cả à, Các bạn có thể để let Let có nghĩa là gì? Let có nghĩa là khi cái image source mình thay đổi sang một cái kiểu dữ liệu khác hẳn Thì nó không sai được Đấy Thế còn va thì chúng ta thay đổi thoải mái va thì ví dụ như là image source tí nữa mình set nó bằng cái khác thì ABC đi vô tư Đấy đúng không? À, thế nhưng mà nếu mình để constant À, mình để let led let vẫn ok, à, mình để constant đi, à, các bạn để constant rồi thì nó sẽ báo lỗi, à, vì sao vì cái constant thì mình không thể set được giá trị lần nữa, mình chỉ set được một lần thôi, đấy, ở đây mình sử dụng constant cũng được, vì mình không thay đổi, ok, à, các bạn bấm refresh rồi, đấy, ảnh hiện ra rồi đúng không, ok, à, vậy mình có thể tách nó ra thành một variable như vậy. À, các bạn tạo một cái file JavaScript nữa tên là multiple Ratings tức là có chào đón nhiều dòng đúng không? multiple nhiều dòng đúng không? trong cái file này mình cũng tạo cái React component như là trong cái 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 cái, cái uh, robot Như ở trong này chúng ta import cái component tên là text để hiện uh, text ra Đấy, thế thì uh, trước tiên thì chúng ta có một cái uh, class tên là greeting kế thừa từ component mà mình lại không thấy nó có cái chữ export đâu Có nghĩa là cái đây là một cái private component Có nghĩa là cái component này chỉ được phép sử dụng bên trong cái file này thôi Đấy. Ờ, ở đây thì cái text các bạn sẽ cho hiện ra là hello cái gì đó đúng không Thế, this.props Đấy, các bạn chú ý cái chữ props này nhá Các bạn phải dùng đúng cái từ props này Thế sau cái chữ chấm props thì là Chấm đến cái thuộc tính do chúng ta tự định nghĩa Đấy, chúng ta thể để name hoặc name một đều được À, và chúng ta cũng có một cái um, component nữa là multiple greeting cái này là public đây có export là public rồi đúng không à, thì cái multiple greeting này nó sẽ sử dụng cái greeting nó sẽ sử dụng cái component greeting nó sẽ gọi cái component greeting này trong này Đấy. À, và chúng ta sử dụng cái component greeting ở đây thế chúng ta sẽ là uh, chúng ta thêm cái view vào đây chúng ta import thêm view Đấy thì Uh, đây là một cái com, view component Thì bên trong cái view component các bạn có thể có nhiều component khác Thì cái view này nó cũng giống như cái thẻ div trong HTML Đấy. Uh, Ở đây cái thuộc tính nhất là thuộc tính style Đấy. Uh, Và trong cái thuộc tính style chúng ta sẽ có cái uh, đối tượng là alignments Giá trị của nó là center Có nghĩa là sẽ cho ra giữa Text ra giữa Các bạn có thể gọi greeting ở đây được Đấy, Các bạn chú ý cái name nhá Lúc này cái name của mình nó chính là cái property Đấy, thì các bạn đến nêm do mình tự định nghĩa đấy hai cái nêm này là như nhau và các bạn có thể thay nó là nêm một đêm hai đều được cả đấy, nhưng cái từ props thì phải đúng như thế ừ. phải viết đúng như thế uh, thêm how are you đúng không? thế ngoài ra các bạn có thể thêm hai uh, ba dòng greeting đi greeting nêm bằng alex ví dụ thế rồi uh, các bạn sẽ mang cái multiple greeting này đi uh, các bạn sử dụng ở uh, file index thì chúng ta phải import vào Đấy, import multiple reading from uh, các bạn sẽ trở đến cái uh, file multiple chấm .components multiple uh, multiple reading rồi uh, các bạn copy cái bạn thay vào cái robot cũ ok rồi thế nhưng mà chữ nó vẫn bị uh, lệch thì uh, chúng ta fix kiểu gì chúng ta thêm uh, dấu enter vào trước đúng không bây giờ chúng ta tách cái hello này thành một cái biến đi biến uh, một cái string tên là greeting uh, string thì các bạn dùng cái ký tự này nhá mình chả biết gọi là cái gì chụp luôn màn hình ra Đấy, thì hello uh, this prop name how are you rồi các bạn thay ở đây bằng greeting string Đấy, bằng object greeting string uh, để trong này có thể đọc được uh, trong cái string có thể đọc được các bạn thêm dấu đô la vào thì trong string nó sẽ đọc được cái tên biến À, nó sẽ đọc được cái giá trị của biến các bạn thêm một đô la vào thì là được ok các bạn thấy hiện ra ngon lành rồi đúng không đấy như vậy bài hôm nay đã giới thiệu cho các bạn về các về cái prop tức là cái cái property các cái thuộc tính public của một component đấy thì cảm ơn các bạn đã theo dõi các bạn có thể subscribe kênh của mình để xem thêm các bài khác và uh, download code trên github ở đây về